chấp bầy ta làm cặn bã ở tu tiên giới. Tiểu Thọ Tử: Tần Thọ, giúp ta lấy xà phòng. Được thôi, đại sư tỷ. Nhưng mà, tại sao phải trói ta với cô? Đừng la làng, xoay mặt lại. Trăm vạn linh thạch, ta làm vậy để bảo vệ sự an toàn của ngươi. Hừ, nói cho cùng thì cô cũng chỉ thèm khát linh thạch của ta thôi, đồ hèn hạ. Có 300 vạn linh thạch này, tạm thời có thể ổn định tình hình của chính thiên minh, chỉ mong sư tôn nhanh chóng xuất quan. Thế nên trước khi đấu diễn ra, ngươi không được rời khỏi tầm mắt của ta. Biết rồi, biết rồi. Quả nhiên với tu vi kim đan kỳ của mình, muốn trốn thoát khỏi chính thiên minh vẫn là quá khó. Hơn nữa nghênh ngang chạy trốn như vậy, bị Trì Hiểu Hiểu phát hiện nhất định sẽ chết rất thảm. Đúng rồi. Chiếc mặt nạ này chỉ là đạo cụ rác rưởi mình dùng khi khai hoang, nhưng lại có công năng che đậy linh khí. Nhưng tại sao nó lại có khả năng ngăn chặn đòn tấn công của địa tiên? Chẳng lẽ người của Trương gia đã tăng cường nó lên cấp tối đa? Tiểu Thọ Tử, đổ thêm nước nóng cho ta. Hệ thống, ngươi có công năng quét không? Xem thử chiếc mặt nạ này có khác biệt gì so với lúc ta dùng trước kia không? Xin lỗi chủ nhân rác rưởi, hệ thống tạm thời chưa mở khóa công năng quét. Hệ thống ngươi cái gì cũng không có sao. Thế ta cần ngươi làm gì? Còn không phải do mang ngươi xuyên không đến đây, gánh nặng quá lớn, nên dữ liệu hệ thống bị mất. Thật ngại quá. Có thể cho ta xuyên không về, để ngươi khôi phục nguyên dạng không? Chủ nhân rác rưởi muốn bỏ cuộc sao? Đã nhận gói quà xuyên không thì phải chịu trách nhiệm với ta. Chịu trách nhiệm. Thật ra tu vi của ngươi không phải là không thể tăng lên. Ờ. Ta biết ngươi chắc chắn còn giấu gì đó mà. Bây giờ giúp ta tu luyện đi. Khốn kiếp, phương thức tăng tu vi ta nói không ở trên người ta. Ngươi đừng có sờ mó lung tung nữa. Phương thức tăng tu vi mà ta nói là tìm lại dữ liệu trò chơi đã mất của ngươi. Ồ, làm sao để tìm lại? Dữ liệu trò chơi của ngươi hiện đang rải rác khắp đại lục. Dữ liệu này chắc chắn sẽ bị mất ở nơi ngươi đã từng chơi. Nói cách khác, muốn thu thập dữ liệu để mạnh lên, ngươi cần phải vượt qua trò chơi thực tế này lần nữa. Nói chung là bảo ta chơi lại trò chơi này lần hai à? Thế thì đơn giản, trên đời này không có trò chơi nào sở thăng ta không thể vượt qua. Nói hay lắm, nhưng nhớ kiếm thêm linh thạch cho ta sửa chữa hệ thống. Ngươi đang lẩm bẩm gì vậy? Mau đổ thêm nước nóng. Được thôi, lập tức đổ ngay. Đúng rồi, nhiệm vụ và mặt mặt lão tổ trước đây ta hoàn thành rồi phải không? Phần thưởng đâu? Ta bảo ngươi là và mặt lão tổ, không phải bảo ngươi và mặt trưởng lão. Hả? Ý ngươi là sao? Sau bao nhiêu năm, mấy tên nhãi này cuối cùng cũng tìm được vật chứa thích hợp. Tiểu quỷ, sẵn sàng dâng hiến thân xác của ngươi chưa? Trương phủ, nghe nói trong chính thiên minh có một tiểu tử đả thương Hàng Nhi. Đúng vậy, gia chủ đại nhân. Bị một người ngoài bắt nạt, đại trưởng lão ngươi lại không nói một lời nào quay về. Gia chủ bớt giận. Ta không ra tay là bởi vì tiểu tử kia lấy đi mặt nạ thánh linh chứa hồn của lão tổ tông. Vừa hay có thể để cho lão tổ tông đoạt xá hắn, sẽ có lợi hơn cho Trương gia ta trong đại hội đấu võ. Thì ra là thế. Phụ thân cũng lâu rồi chưa hoạt động bằng thân xác, chắc là muốn mượn thân xác tên nhãi đó ra ngoài chơi. Tiện thể nhân việc này để Hằng Nhi nhận thức rõ hiện thực, sắp xếp Trác Nhã Hòa trị liệu cho hắn đi. Gia chủ đại nhân, ngài thật sự muốn hợp tác với thế lực đó sao? Chỉ hiểu hiểu vẫn đang bế quan, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Hiểu rồi, ta sẽ sắp xếp ngay. Tiếp theo, chỉ cần chờ vị đó đoạt xác thành công, tọa trấn chỉ huy là được. Dù sao, đó là phụ thân của ta, đệ nhất thiên tài từ trước đến nay của Trương gia, Trương Vũ Ca. Mấy tên nhãi, ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là hắc thủ. Có cao thủ, Tần Thọ 200 vạn nấp sau lưng ta. Ta muốn lắm, cô mau tháo còng tay ra cho ta. Không ai trong các ngươi thoát được đâu. Hừ a, đây là tấn công trực tiếp vào linh hồn. Đại sư tỷ, cô đánh bại hắn trước rồi hẳn ngất. Còn ngươi, có dám khoa tay múa chân với hắc diễm của ta hay không?
không dám đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn bị thiêu rụi linh hồn, trở thành thân xác của Trương Vũ ca ta. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi. Mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.